Ngày 13 tháng 7 năm nay, Lamine Yamal Nasraoui mới tròn 16 tuổi. Nhưng trên thực tế cậu nhóc này đã có tới 9 năm thi đấu cho những đội trẻ của Barcelona. Và ở năm thứ 10 trong màu áo của Blaugrana, viên ngọc thô của lò đào tạo chứ danh La Masia đang tiến những bước đầu tiên để có thể được trao cơ hội ký hợp đồng với đội 1 của Barcelona khi vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên. Họ của Lamine thực chất là Nasraoui Ebana chứ không phải Yamal. Cậu nhóc này có cha là người Maroc và mẹ là người Guinea Xích Đạo. Lamine Yamal được sinh ra ở Esplac nhưng sau đó lại chuyển đến sinh sống ở Mataró và Granollers một thời gian, những khu vực kể trên đều thuộc thành phố Barcelona. Thời điểm năm ngoái, Yamal vẫn còn ở trong khu tập thể của Barcelona ở San Juan Despí, La Masia. Ở đây cậu được rất nhiều người yêu mến nhờ có một tính cách rất tốt mặc dù còn nhỏ tuổi. Yamal là một người khiêm tốn và đôi khi có phần nhút nhát, nhưng đó lại là tính cách khiến cậu được mọi người nơi đây hết mực yêu quý. Cậu nhóc có sở thích ăn pasta và rất khoái đồ ngọt. Giống như những cầu thủ trẻ trong lò đào tạo, Yamal luôn làm theo những lời khuyên hữu ích từ giám đốc Mike Puig một cách cặn kẽ tới từng chi tiết. Mùa hè năm 2014, lúc đó Lamine Yamal mới chỉ 7 tuổi nhưng cậu đã bắt đầu được tập luyện bóng đá tại Barcelona. Tài năng của Yamal đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên David Sanchez, huấn luyện viên của đội Quy Bần Giamín, khi ông này đã được giao nhiệm vụ tập hợp một nhóm những cầu thủ tốt nhất sinh năm 2007 để mang về đào tạo tại đội bóng. Thời điểm đó, ông Sanchez thực sự cảm thấy ấn tượng về cậu nhóc với cái chân trái cực khéo tới từ La Torreta. La Torreta một cái tên có vẻ khá lạ lùng, nhưng sự thật thì đúng là như vậy, họ chỉ là một đội bóng khá nhỏ từ vùng La Roca del Baix. Nếu không tìm hiểu thì ít ai có thể biết tới đội bóng bé nhỏ này chứ đừng nói đến việc phát hiện tài năng ở nơi đây. Nhưng ở Catalonia thì khó có một tài năng nào có thể thoát khỏi tầm mắt của những tuyển trạch viên của lò đào tạo La Masia, và trường hợp của Yamal cũng như vậy. Sức hút từ cái chân trái của Yamal thời điểm đó khiến cậu ngay lập tức được đưa về đội Preventzerman để tập luyện. Trong 5 năm chơi bóng ở đội 7 người, từ đội Preventzerman tới Alevina, Yamal luôn là một cá nhân nổi bật nhờ phẩm chất kỹ thuật trời ban của mình. Cái chân trái của Yamal thực sự rất đỉnh, cậu nhóc có thể dê bóng, dứt điểm và truyền bóng ở độ chính xác cực cao. Các huấn luyện viên từng dẫn dắt Yamal thường xuyên xếp cậu ở vị trí tiền đạo trung tâm, mặc dù trong đội hình 1-3-2-1 của Barca thì Yamal hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vị trí của một cầu thủ chạy cánh trái. Đó chỉ là những năm đầu của Yamal, bởi để nhảy vọt lên đội bóng với 11 cầu thủ trên sân là điều không hề dễ dàng. Nhưng có lẽ với tài năng và kỹ thuật thiên phú có được thì cậu nhóc này cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian để thực sự trở nên nổi bật. Ở những năm tháng chơi cho đội Infanto B do huấn luyện viên Albert Puig dẫn dắt, Lamine Yamal tiếp tục ghi được rất nhiều bàn thắng và các pha kiến tạo cho đồng đội. Tất nhiên ghi bàn và kiến tạo nhiều là điểm cộng rất lớn cho những cầu thủ trẻ ở thời điểm này, nhưng thứ mà huấn luyện viên nhận ra ở Yamal lại không chỉ dừng lại ở đó. Không hề giống với những cầu thủ có năng khiếu kỹ thuật từ nhỏ, Yamal luôn thể hiện trên sân là một cầu thủ chơi rất đồng đội. Cậu nhóc hoàn toàn không có tính ích kỷ hay quá độc lập khi chơi bóng với những đồng đội xung quanh mình. Khi bản thân giỏi hơn đồng đội và cả đối thủ, bạn rất dễ có xu hướng muốn chơi bóng theo kiểu cá nhân. Nhưng Lamine Yamal lại không bao giờ bị thứ cám dỗ ấy khuất phục. Thứ bóng đá mà cậu mang đến ở độ tuổi này rất bùng nổ nhưng bên trong vẫn ngập tràn tinh thần đồng đội. Với Yamal, mục tiêu tôn chỉ của cậu là chiến thắng. Cậu nhóc này không hề quan trọng việc mình có phải là người ghi bàn hay không. Miễn là đội bóng giành được lợi thế thì Yamal sẵn sàng cống hiến mọi thứ. Chơi giỏi, thi đấu hoa mỹ không phải là từ để phô trương tài năng của Yamal. Cậu không dùng những kỹ năng thiên phú của mình chỉ để biểu diễn cho đẹp. Những pha dê bóng hay chạm bóng chính xác của Yamal chỉ nhằm mục đích duy nhất là phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, sau đó mở ra những cơ hội ghi bàn cho cả đội. Bóng đá của Yamal sẽ khiến người xem rất thích mắt nhưng bên trong đó vẫn tràn đầy sự hiệu quả và thực tế. Nhưng diễn biến bất ngờ của đại dịch Covid đã khiến những phỏng đoán về tương lai của Yamal có phần bị chậm lại. Vào tháng 3 năm 2020, Yamal kết thúc năm đầu tiên tại Infanto B nhưng phải đến những tuần đầu của năm 2021 cậu mới có thể tiếp tục mùa thứ hai của mình tại đây. Mặc dù chỉ chơi ít trận ở đội với 11 cầu thủ trong thời gian đại dịch nhưng ban lãnh đạo đội trẻ của Barca vẫn quyết định chuyển thẳng Yamal lên đội Canete A của Ivan Carrasco, bỏ qua đội Canete B cho Paul Planer huấn luyện. Đó rõ ràng là một quyết định mạo hiểm với một cầu thủ trẻ, nhưng may thay với trường hợp của Yamal thì mọi chuyện lại diễn biến rất suôn sẻ. Nếu như trong 2 năm ở đội Infanto, Yamal luân phiên giữa hai vị trí số 9 và số 7 thì ở mùa giải năm 2021 đến năm 2022, cậu đã trở thành một số 9 ảo đầy xuất sắc trong đội hình Canete A. Ở vị trí này, Yamal vừa có thể tạo đột biến bằng những pha xâm nhập vòng cấm để kiến tạo cho đồng đội hoặc tìm ra cơ hội ghi bàn cho chính mình. Trận đấu cuối cùng của Yamal trong màu áo của Canete A là khi cậu thi đấu trận chung kết giải vô địch Catalan gặp San Andreu. Và những gì Yamal thể hiện ngày hôm đó khiến tất cả người đến xem phải đồng tình rằng đẳng cấp của cậu nhóc này đã hoàn toàn vượt xa so với độ tuổi hiện tại. Mọi thứ ngày hôm đó như để mở ra một bước nhảy vọt lên Juvena B nếu như cậu tiếp tục thể hiện tốt ở năm thứ hai tại Canete A. Nhưng rốt cuộc chuyện đó lại không xảy ra.
Sở dĩ việc nhảy vọt lên Juve không diễn ra là vì Barca lúc ấy đã đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử lò đào tạo La Masia khi cho phép Yaman được bắt đầu mùa giải sau đó ở đội Juve. Điều này thực sự là rất khó tin với những tài năng được đào tạo tại La Masia. Ngay cả với một siêu sao như Leo Messi thì La Masia cũng chưa từng dám đưa ra những quyết định táo bạo tới vậy. Nhưng rốt cuộc quyết định liều lĩnh đó lại một lần nữa báo về những tin tốt lành cho Barca. Sau quyết định đầy táo bạo kể trên, Lamine Yamal lại một lần nữa khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên về những bước nhảy vọt đầy phi thường của bản thân mình. Tại Juve, vị trí của Yamal đã có phần thay đổi. Cậu không còn đảm nhiệm vị trí của một số chín ảo nữa mà thay vào đó là phát triển bản thân ở vai trò của một tiền vệ cánh phải. Ở vị trí cánh phải, Yamal cũng không sắm vai một cầu thủ chờ bóng rồi cố gắng thực hiện những phạt tạt cánh vào trong. Thứ cậu mang đến ở vị trí này còn nhiều hơn thế. Cách di chuyển thông minh khiến đồng đội của Yamal luôn tìm kiếm được cậu ở những điểm nóng thích hợp hoặc đôi khi là cả những khu vực rất ít khi được để ý tới. Yamal lấy cánh phải làm vị trí xuất phát để rồi từ đó cậu tạo ra được sự liên kết nhuần nhuyễn với những hậu vệ biên, tiền vệ chơi sát cánh rồi đến các số 9 ở phía trên. Bản giao hưởng những đường truyền nhịp nhàng của Yamal cứ thế diễn ra khiến chúng ta như bị lạc vào những âm thanh ở trên thiên đường vậy. Yamal càng thăng tiến lên cao, cậu càng cho thấy rõ hơn sự sáng tạo và đột biến trong lối chơi của bản thân. Mặc dù có trận ra mắt không thực sự tốt như mong đợi ở đội 1 của Barca ở mùa giải vừa rồi nhưng sự sáng tạo trong những đường truyền vẫn được Yamal thể hiện một cách đầy rõ nét trên sân. Và với những đường truyền giàu trí tưởng tượng như vậy thì cũng là quá đủ để khiến một vài bình luận viên trên Barca TV phải thốt lên rằng đó không phải Lamine Yamal, đó là Lamine đầy phi thường. Mặc dù vậy, một viên ngọc vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên như Yamal cần được trau chuốt nhiều hơn nữa. Đối với những tài năng xuất chúng, việc ra quyết định táo bạo cho họ là điều cần thiết nhưng song hành cũng phải giữ được sự kiên nhẫn nhất định.